Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, canxi là một trong những khoáng chất quan trọng đối với cơ thể mỗi người, từ trẻ nhỏ, người già cho đến phụ nữ mang thai. Ăn gì nhiều canxi luôn là câu hỏi được đặt ra với mọi lứa tuổi. Và trong clip ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị các bạn những thực phẩm giàu canxi nhất. Những loại thực phẩm hàng đầu hỗ trợ tăng cường canxi. 1. Phô mai, sữa chua và sữa. Sữa và các loại thực phẩm từ sữa đều bổ dưỡng cho cơ thể con người. Chúng chứa nhiều dưỡng chất dinh dưỡng đặc thù và là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống lành mạnh. Sữa không thể được thay thế bởi các thực phẩm khác. Sữa bò có thể nuôi dưỡng xương chắc khỏe. Ngoài ra, phô mai và sữa chua có thể giúp tăng khả năng miễn dịch, hạ huyết áp, giúp duy trì cân nặng, giảm nguy cơ tiểu đường và nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Sữa là nguồn cung cấp năng lượng cao và quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với vận động viên và người cao tuổi. 2. Cá mòi. Không chỉ chứa canxi, cá mòi còn là nguồn cung cấp vitamin B12 tuyệt vời. Vitamin B12 là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp não và hệ thần kinh phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa, cá mòi còn chứa vitamin D, loại vitamin cần thiết cho xương và đặc biệt khó hấp thụ thông qua các loại thức ăn khác. 3. Cải xoăn. Loại thực phẩm giàu canxi thần kỳ này chứa mọi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bạn. Mỗi khẩu phần ăn chỉ chứa 30 calo mà vẫn cung cấp đủ lượng vitamin C và gấp đôi lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể cho một ngày làm việc. Đó là chưa kể đến 101mg canxi chứa trong mỗi khẩu phần ăn. Ngoài ra, cải xoăn còn cung cấp một lượng đáng kể vitamin K có lợi cho những người mắc bệnh khó đông máu. 4. Các loại rau có lá xanh sẫm. Các loại rau màu sẫm bạn nên bổ sung trong khẩu phần ăn hàng ngày là rau chân vịt, cải xoăn, củ cải, cải búp. Bên cạnh việc cung cấp hơn 1/4 lượng canxi cần thiết mỗi ngày cho cơ thể, những loại thực phẩm này còn đem lại lượng vitamin A, chất dinh dưỡng giúp giữ cho đôi mắt sáng dù bạn đang lão hóa. 5. Đậu phụ. Đậu phụ chính là nguồn giàu chất dinh dưỡng thực vật. Không chỉ thế, nó còn cung cấp một lượng canxi dồi dào cho cơ thể. Ngoài những công dụng bất ngờ, đậu phụ còn luôn đem lại cảm giác ngon miệng, dù bạn chế biến nó với bất kỳ loại thực phẩm nào. 6. Ngũ cốc dinh dưỡng. Những loại ngũ cốc dinh dưỡng như ngũ cốc nguyên cám, cốm, bắp chứa rất nhiều canxi trong một khẩu phần. 7. Nước cam tăng lực. Chúng ta đều biết rằng cam không chỉ chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và ít calo. 8. Đậu trắng. Những hạt đậu trắng tuy nhỏ nhưng chứa rất nhiều chất xơ, protein và chất sắt. Chúng còn là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Thêm vào đó, đậu trắng còn chứa chất kháng tinh bột, một loại chất dinh dưỡng tốt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. 9. Đậu bắp. Đậu bắp chứa các chất xơ không hòa tan và đây là một trong những loại thực phẩm giải quyết chúng táo bón hiệu quả. Đậu bắp còn chứa vitamin B6 và folate vitamin B9. 10. Hạnh nhân. Hạnh nhân, một trong những loại quả hạch tốt nhất cho sức khỏe, chứa xấp xỉ 12% lượng protein cần thiết để cung cấp cho cơ thể hàng ngày. Hạnh nhân cũng rất giàu vitamin E và kali. Cho dù hạnh nhân chứa nhiều chất béo, thì đây đều là loại chất béo tốt giúp hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể. Và dĩ nhiên là chỉ khi bạn ăn chúng với mức độ vừa phải. 11. Khoai lang. Khoai lang có lượng canxi cũng rất ấn tượng. Một củ lớn chứa 68mg tương đương, 7% nhu cầu canxi của cơ thể. Không chỉ canxi, khoai lang còn chứa nhiều kali, vitamin A và C. 12. Rau dền. Loại rau thân thuộc với các bà nội trợ ở Việt Nam là loại rau siêu dinh dưỡng. Nó cung cấp nhiều folate, chứa nhiều khoáng chất bao gồm mangan, magie, phosphor, sắt. Một cúp rau dền nấu chín cung cấp khoảng 116mg canxi, tương đương 12% nhu cầu canxi mỗi ngày của cơ thể. Canxi tập trung nhiều ở lá, cũng chứa nhiều vitamin A và C. 13. Bí đỏ. Một chén chứa 84mg, tương đương 8,4% nhu cầu mỗi ngày. Bí đỏ không chỉ giàu canxi, mà còn giàu kali, giàu carotenoid, giúp chống lại bệnh tim, hen suyễn, viêm khớp và tăng cường thị lực. 14. Tảo biển. Một cúp chứa 134mg, tương đương 13% khẩu phần phục vụ mỗi ngày. Tảo biển là một loại thực vật giàu canxi, ngoài ra còn chứa nhiều chất xơ và iốt,
giúp duy trì sức khỏe tuyến giáp. Vâng, như vậy thì quý vị có thể thấy là canxi rất cần thiết cho hoạt động của con người. Chúng ta có thể bổ sung canxi bằng những thực phẩm chức năng hay là bằng chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên kết hợp những bài tập để phòng tránh các bệnh lý về xương khớp. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!